Đức Huy, Moses, đường truyền hỏng của Moses, Việt Hưng, Silverwatch. Đình Trọng đang bị đậu. Văn Toàn, cơ hội, vẫn là cầu thủ chủ nhà. Cứ dứt điểm cuối cùng là của Nguyễn Phong Hồng Duy. Đình Trọng đang tỏ ra rất đau đớn ở trên sân. Một pha va chạm giữa anh và Silverwatch. Nhìn những phản ứng và biểu hiện của Trần Đình Trọng thì ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội, ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, những ai yêu mến trung vệ này đều đang cảm thấy rất lo lắng. Như vậy là một tình huống mà trụ của Đình Trọng đã không tốt và anh đã tự gây chấn thương ra cho mình. Trong trường hợp Đình Trọng nếu như không thể tiếp tục thi đấu được nữa thì huấn luyện viên chủ đình nhiệm vẫn còn có nhiều quân bài khác có thể đóng thế vị trí trung vệ của anh. Đình Trọng đang ôm mặt và biểu hiện này đang cho thấy là nhiều khả năng anh không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Rất đáng tiếc. Những cái tên đang được huấn luyện viên chủ đình nhiệm tính tới là Thành Trung hoặc thậm chí là Đoàn Văn Hậu vẫn có thể được đẩy đá bó vào trong để sát cánh cùng với Duy Mạnh tạo nên bộ đôi trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Đây là Thành Trung. Ban huấn luyện đã yêu cầu Thành Trung ra khởi động. Không phải là một tình huống va chạm trực tiếp với cầu thủ của Hành Gia Lai. Việc trụ không tốt trong tình huống theo kèm đối với Silverwatch đã khiến cho Trần Đình Trọng bị chấn thương. Văn Quyết cải người rất hay. Bóng không tới vị trí Thành Trung nhưng vẫn đang là cầu thủ Hà Nội. Pha bóng mạnh của Hoàng Thịnh với Đỗ Hồng Dũng và thẻ phạt đã sẵn sàng. Trên sân thì Hùng Dũng đang tỏ ra đau đớn. Cứ mỗi một pha bóng như thế này xảy ra với các tuyển thủ quốc gia thì đều khiến cho huấn luyện viên Park Seo sẽ rất lo lắng. Đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu vào tháng 6. Ông cùng đội ngũ cộng sự vẫn đang di chuyển ở khắp các sân đấu để kiểm chứng các cầu thủ. Đây là một pha bóng quá nguy hiểm của Ngô Hồng Thịnh. Trọng tài đang cầm trên tay một chiếc thẻ vàng. Nếu nhìn vào góc quay vừa rồi thì đó hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Có thể đó là một trong những nguyên nhân đã khiến cho cao thủ Hà Nội vào lúc này đang phản ứng tương đối quyết liệt khi chứng kiến người đồng đội của mình phải đón nhận một pha bóng như vậy. Ở trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 1 thì Hùng Dũng cũng đã phải nhận một chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần. Sau khi trở lại thì anh đóng góp khá nhiều trong 2 thắng lợi liên tiếp ở vòng đấu thứ 3 và thứ 4. Trận đấu đang phải gián đoạn. Bruno đã gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Và bây giờ thì tới lượt Đỗ Hùng Dũng, để lại sự lo lắng với các cổ động viên của đội bóng thủ đô. Góc quay cận của tiếng va chạm vừa rồi có lẽ là thứ mà chúng ta sẽ không muốn chứng kiến lại lần thứ hai. Lê Tấn Tài cũng đã sẵn sàng. Có vẻ như là đôi chân của Đỗ Hùng Dũng đã phải được các bác sĩ nẹp lại ngay trên mặt sân Thống Nhất.
pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh. Và nó đang khiến cho số 88 của câu lạc bộ Hà Nội gần như không còn cơ hội để tiếp tục cuộc chơi ngày hôm nay nữa và cả những vòng đấu tiếp theo. Đang cần có thời gian để cho các bác sĩ xử lý ban đầu cho tình huống mà Hùng Dũng bị chấn thương. Chỉ có những chấn thương nặng mới được các trọng tài cho phép để xử lý ngay trên sân. Chỉ một chi tiết như vậy thôi cũng đủ để chúng ta có thể mường tượng được mức độ của chấn thương này. Thực sự đáng tiếc cho pha va chạm vừa rồi. Hà Nội sẽ gặp tổn thất. Và đội tuyển quốc gia cũng vậy. Đỗ Hùng Dũng mới chỉ trở lại trong 2 vòng đấu. Vào lúc mà Hà Nội cần anh nhất sau 2 trận thua. Bây giờ sẽ là lúc mà sau sự thiếu vắng của Quang Hải, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ phải đau đầu với sự vắng mặt của Đỗ Hùng Dũng. Không chỉ trận đấu này mà cả chặng đường trước mắt nữa. Đây có vẻ như là chấn thương cực kỳ phức tạp. Với ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội, họ có lý do để bộc lộ trạng thái cảm xúc lo lắng đến như vậy. Một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng thủ đô, quả bóng vàng năm 2019. Như vậy là cả hai sự thay đổi người của câu lạc bộ Hà Nội trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay đều là những sự thay đổi người bất đắc dĩ. Chấn thương của Bruno và chấn thương của Đỗ Hùng Dũng. Những góc quay cận cảnh cho thấy là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có cảm giác như thế nào khi lần lượt chứng kiến hai cầu thủ trụ cột của mình phải rời sân bởi chấn thương. Nếu như Bruno có thể hồi phục trong một quãng thời gian không dài thì Đỗ Hùng Dũng mọi thứ sẽ vô cùng phức tạp. Và đây là gương mặt của ông Park Hang-seo. Như đã nói, ngay khi chứng kiến người học trò của mình ngã xuống trên sân Thống Nhất thì ông đã lo lắng đến mức độ như thế nào. Ông Park Hang-seo đã di chuyển xuống đường biên của sân Thống Nhất và có lẽ là ông sẽ có mặt ở chiếc xe cấp cứu sẽ được sử dụng để đưa Đỗ Hùng Dũng rời khỏi sân Thống Nhất để kiểm tra ngay. Văn Quyết đang có những lời động viên với người đồng đội của mình. Cả Võ Huy Toàn nữa. Va chạm trên sân cỏ là điều không ai mong muốn khi phải chứng kiến những chấn thương như thế này. Chính xác là ông Park Hang-seo đã tới sát chiếc xe cứu thương, nơi mà Đỗ Hùng Dũng chắc chắn sẽ phải được di chuyển tới bệnh viện để chụp chiếu ngay lập tức. Đình Hoàng. Phan Văn Đức đang bị đau. Câu lạc bộ xứ Nghệ đã có 4 vị trí bàn ở mùa giải này. Đó là Abdul Basit, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức. Ngoại binh Abdul Basit lúc này đã rời câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Với cầu thủ biên xứ Nghệ thì lúc này Văn Đức là ngôi sao tấn công quan trọng nhất của Sông Lam Nghệ An. Văn Đức có thể lên tuyển thi đấu không ổn định, tuy nhiên
trở về đội bóng xứ Nghệ anh luôn chơi tốt. Rất tiếc là Văn Đức đã phải rời sân rồi. Phan Văn Đức đã gặp phải chấn thương. Những mùa giải gần đây Văn Đức thường xuyên gặp phải chấn thương, ảnh hưởng nhiều đến phong độ của anh. Vừa rồi thì điều mà cổ động viên Sông Lam Nghệ An không hề muốn, chính xác rất buồn là Văn Đức đã phải rời sân. Vào sân là Đinh Xuân Tiến, cầu thủ 19 tuổi, nhiều triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Xem một trận đấu đúng là rất vất vả với Duy Mạnh, Thành Trung cũng như là Văn Kiên. Và vừa rồi là tình huống va chạm giữa Amido Bande và Duy Mạnh. Một nỗ lực pha bóng, điều đó đang khiến cho số 28 của câu lạc bộ Hà Nội bị đau. Như bất lợi đã đến ngay từ những phút đầu tiên với câu lạc bộ Hà Nội khi mà pha vào bóng vừa rồi và dẫn tới tình huống va chạm với Amido Bande khiến cho Duy Mạnh phải được thay ra. Khi mà Đình Trọng chưa hoàn toàn bình phục và sung sức thì sự thay đổi người bất đắc dĩ nếu đến lúc này thực sự là một điều tương đối đau đầu với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Những đồng đội ở đội tuyển quốc gia đã đến hỏi thăm nhau. Công Phượng, người sẽ được lựa chọn để thay thế là Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên đã quen thuộc với chúng ta ở vòng chung kết của giải U23 châu Á. Bùi Hoàng Việt Anh có chiều cao tốt, nhưng rõ ràng điều còn thiếu của cầu thủ mang áo 68 là kinh nghiệm. Có lẽ không chỉ riêng ở trận đấu này mà lúc này người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn rất lo lắng cho chấn thương của Duy Mạnh. Bởi phía trước của chúng ta là đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, và nếu không có gì thay đổi vào ngày 31 tháng 3 là trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 trên sân của đội tuyển Malaysia. Cuối tháng 3 thì đội tuyển quốc gia sẽ tập trung và hy vọng rằng Duy Mạnh phải đối mặt với một trận thương nặng.